Rau cải song là loại rau quen thuộc nhưng không phải ai đều biết đến những công dụng chữa bệnh tuyệt vời của loại rau này. Cải song có nguồn gốc từ châu Âu tới Trung Á và là một trong những loại rau ăn được con người dùng từ rất lâu. Theo các kết quả nghiên cứu, trong 100g rau cải song có nước chiếm đến 93g, protein 1,7-2g, chất béo 0,2-0,3g, glucid 3-4g, chất xơ 0,8-1g, vitamin A, B1, B2, C và nhiều khoáng chất khác. Cải song chứa một lượng đáng kể sắt, canxi và axit folic cùng với vitamin C. Một thành phần vô cùng sáng giá hiện diện trong cải song chính là quercetin, là một chiến sĩ chống oxy hóa. Cải song có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Có thể nhiều người chưa biết, lượng iốt trong rau cải song rất cao, từ 20-30mg trên 100g rau. Mỗi ngày, bạn chỉ cần ăn khoảng 10-15g cải song là có thể đảm bảo đủ lượng iốt cho cơ thể. Cung cấp đủ iốt giúp cơ thể chống được bệnh còi xương, béo phì, các bệnh ngoài da, xơ cứng động mạch ở người cao tuổi. Vì thế, hãy chăm chỉ bổ sung loại rau giàu iốt này vào thực đơn hàng ngày. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí The British Journal of Nutrition ở Anh, nếu bạn ăn khoảng 100g cải song mỗi ngày, có thể ngăn ngừa ung thư vú và giảm nguy cơ ung thư nói chung. Theo tiến sĩ Nicholas Perricone, cải song chứa nhiều vitamin C, B1, B6, E, sắt, canxi, magie, mangan, kẽm và kali hơn so với bông cải xanh, táo và cà chua, nên tác dụng phòng chống ung thư hơn hẳn các loại kể trên. Đối với những người thường xuyên bị chứng nhiệt lưỡi, chảy máu chân răng, chỉ việc ăn rau cải song thường xuyên sẽ giúp khắc phục tình trạng khó chịu này. Cách làm: lấy khoảng 200g cải song, rửa sạch cùng cà rốt, nấu với 400ml, còn 100ml uống hoặc ngậm hàng ngày. Khi làm theo cách này vài ba lần thì sẽ không còn bị nhiệt lưỡi và chảy máu chân răng nữa. Cải song là loại rau giúp lấy lại vóc dáng thon gọn nhanh nhất và đặc biệt tốt cho phụ nữ sau sinh. Tác dụng giảm cân của cải song nằm trong hai thành phần chính là chất xơ và vitamin C. Chất xơ có vai trò tạo cảm giác nhanh no, hạn chế chị em ăn nhiều thức ăn, giúp giảm hấp thụ chất béo, thải chất béo ra ngoài. Vitamin C tăng khả năng trao đổi chất, giúp tiêu đốt mỡ thừa, giải phóng năng lượng hiệu quả. Vitamin C còn đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa chất thành năng lượng, vì vậy khi giảm cân, chị em không thể thiếu loại rau này. Trong rau cải song có chứa nhiều chất chống oxy hóa và hàm lượng chất sắt cao nên có khả năng làm đẹp làn da rất tốt. Chất chống oxy hóa trong cải song giúp giảm viêm và làm giảm kích thước lỗ chân lông. Chất sắt có trong cải song thì cung cấp các yếu tố cần thiết làm mờ các vết thâm nám, giúp làn da trở nên trắng sáng hơn. Do đó, rau cải song có tác dụng trị nám và tàn nhang hiệu quả. Lấy 20g cải song tươi, rửa sạch, để ráo nước, sau đó giã nhỏ và trộn với một muỗng cà phê mật ong, rồi cho vào miếng vải mềm, sạch để dùng. Khi dùng lưu ý chà nhẹ vào vùng da tàn nhang, nắm da 2 lần trên ngày, sáng và chiều, rồi để cho tới khi khô thì rửa lại mặt bằng nước sạch. Rau mùi hay còn gọi là ngò dí là một loại rau gia vị phổ biến tại Việt Nam. Với hương thơm đặc trưng, rau mùi không chỉ được dùng để tăng thêm hương vị cho nhiều món ăn. Nước lá mùi già còn được dùng để tắm gội, khử trùng như một nghi thức xua đuổi những điều không may mắn vào mỗi dịp cuối năm. Nhưng không phải ai cũng biết hết những lợi ích tốt cho sức khỏe của rau mùi. Theo y học cổ truyền, rau mùi tính ẩm, mùi thơm giúp kích thích tiêu hóa. Rau mùi có tác dụng chống đầy hơi, bồi bổ dạ dày. Ăn rau mùi giúp cải thiện tiêu hóa, hạ sốt, chữa cảm cúm, cảm lạnh, nhức đầu, sổ mũi, nghẹt mũi, hỗ trợ người cao huyết áp. Y học hiện đại xác nhận rau mùi chứa protein, vitamin, khoáng chất, chất béo, carotin và các chất dinh dưỡng khác, trong đó vitamin C cao hơn các loại rau thông thường. Người bình thường ăn 7-10g rau mùi có thể đáp ứng nhu cầu vitamin C mỗi ngày của cơ thể. Không chỉ là loại gia vị được ưa chuộng, rau mùi còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Hạt rau mùi, chiết xuất và dầu từ rau mùi có thể giúp hạ đường huyết. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy hạt rau mùi làm giảm lượng đường trong máu, thúc đẩy hoạt động của enzyme giúp loại bỏ đường ra khỏi máu. Rau mùi cung cấp một số chất chống oxy hóa, ngăn ngừa tổn thương tế bào gây ra bởi các gốc tự do. Các chất chống oxy hóa này đã được chứng minh là có khả năng chống viêm trong cơ thể. Các hợp chất chống oxy hóa bao gồm terpinene, quercetin và tocopherol có thể có tác dụng chống ung thư, tăng cường miễn dịch và bảo vệ thần kinh.
Hàm lượng vitamin A, C trong rau mùi có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh, giúp cải thiện thị lực và giảm tình trạng thoái hóa điểm vàng, làm dịu mắt cho những ai thường phải ngồi máy tính nhiều. Một số nghiên cứu được tiến hành trên động vật và ống nghiệm cho thấy rau mùi có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim, chẳng hạn như huyết áp cao và mức cholesterol LDL, cholesterol có hại. Chiết xuất rau mùi dường như hoạt động như một chất lợi tiểu giúp cơ thể thải ra lượng natri và nước dư thừa. Điều này có thể làm giảm huyết áp. Hơn nữa, nhiều nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng ăn các loại thảo mộc và gia vị cay nồng sẽ giúp làm giảm lượng natri, đồng thời có thể cải thiện sức khỏe của tim. Các đặc tính chống viêm của rau mùi có thể bảo vệ não chống lại các bệnh có liên quan đến tình trạng viêm như Parkinson, Alzheimer và bệnh đa xơ cứng. Ngoài ra, rau mùi cũng có thể giúp quản lý sự lo lắng. Các nghiên cứu tiến hành trên động vật đã chứng minh được rằng chiết xuất rau mùi có hiệu quả gần như diazepam, là một loại thuốc chống lo âu phổ biến, giúp giảm các triệu chứng của tình trạng này. Dầu được chiết xuất từ hạt rau mùi có thể tăng tốc và thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh. Một nghiên cứu được thực hiện kéo dài trong 8 tuần được tiến hành ở 32 người mắc hội chứng ruột kích thích là IBS cho thấy 30 giọt thuốc thảo dược có chứa rau mùi dùng 3 lần mỗi ngày cho kết quả làm giảm đáng kể đau bụng, đầy hơi và khó chịu so với nhóm giả dược. Theo đông y, rau mùi có thể hỗ trợ tiêu hóa. Rau mùi và vỏ quýt kết hợp thành bài thuốc chữa đầy bụng, khó tiêu. Rau mùi có chứa các hợp chất kháng khuẩn có thể giúp chống lại một số bệnh nhiễm trùng và bệnh truyền qua thực phẩm. Duodecenan là một hợp chất trong rau mùi. Chúng có thể chống lại vi khuẩn như Salmonella, là vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm đe dọa đến tính mạng. Rau mùi có thể có một số lợi ích cho da, bao gồm cả phát ban nhẹ như viêm da. Trong một nghiên cứu, chiết xuất của rau mùi có thể được sử dụng với các hợp chất khác làm dịu tình trạng ham tã ở trẻ sơ sinh. Các nghiên cứu khác cũng lưu ý rằng các chất chống oxy hóa trong chiết xuất rau mùi có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào dẫn đến lão hóa da nhanh hơn, cũng như tổn thương da do bức xạ tia cực tím B. Rễ rau mùi tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu giúp cơ thể ra mồ hôi, từ đó hạ sốt. Nước rau mùi còn có tác dụng tương đối tốt với lá lách và dạ dày. Rau mùi có tác dụng giải độc, nhuận tràng, giảm mẩn ngứa, phong hàn, thúc đẩy khí huyết toàn thân lưu thông. Vì vậy, nước rau mùi uống là một trong những cách giúp bạn giải độc, tránh táo bón. Rau mùi dễ dàng sử dụng trong khẩu phần ăn, tất cả các bộ phận của cây rau mùi đều có thể ăn được. Mặc dù rau mùi có nhiều lợi ích cho cơ thể, nhưng những người hay bị nóng bụng, ra nhiều mồ hôi nên ăn ít loại này để tránh gây ra chứng hôi miệng, khiến cơ thể nặng mùi. Khi dùng cho một số đối tượng đang dùng thuốc điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường nên cẩn trọng, nếu không sẽ dẫn đến sự giảm đường huyết hay huyết áp quá mức. Những người huyết áp thấp, đường huyết thấp, phụ nữ có thai hay những người bị bệnh gan không nên dùng rau mùi. Đặc biệt nếu ăn quá nhiều rau mùi có thể đưa đến những tác dụng phụ như đau bụng, chóng mặt, buồn nôn. Một ngày chúng ta chỉ nên sử dụng 10-20g thân lá, không quá 4-10g quả và cũng không nên sử dụng liên tục trong thời gian quá dài.